Dạ vâng, và lời nói đầu tiên xin cho Bình Minh trân trọng quý vị đối với tất cả quý vị đại biểu, quý vị quan khách có mặt tại nơi đây lời chào trân trọng nhất. Dạ, và tôi cũng không quên cảm ơn anh Châu Trung Kiệt, cảm ơn anh Võ Anh Kiệt đã tạo điều kiện cho Tinh được đứng trên sân khấu ngày hôm nay trong một ngày lễ dỗ tổ trang trọng như thế này. Và Tinh cũng xin góp lời ca tiếng hát trong đêm nay với một trích đoạn do chính mẹ Bình Minh là nghệ sĩ Bạch Mai đã sáng tác. Trích đoạn được mang tên Nữ Hùng Dựng Nước. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Xin cảm ơn rất nhiều. Thank you.